Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với tập tiếp theo của Insta360 TV. Nếu tôi nói rằng những khung hình quay lại cảnh nấu ăn ở phần intro ngắn vừa rồi thực ra được edit hoàn toàn nhờ vào AI thì các bạn có tin không? Điều đó hoàn toàn là sự thật. Hôm nay chúng ta sẽ tận dụng không gian tại nhà và thực hiện một số cảnh quay đơn giản, sau đó sử dụng AI để chỉnh sửa cho ra video cuối cùng. Một vài tuần trước, video quay tại Thái Lan của chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực và video đó được edit nhờ vào AI. Vì vậy, hôm nay tôi sẽ thử quay video tại nhà và edit video nhờ vào các template có sẵn ở trên AI. Nếu bạn chưa biết về điều tôi đang nói thì đơn giản là với Insta360 Go, bạn sẽ có thể sử dụng partner app của nó. Tất cả những gì bạn cần là truy cập vào app và chúng ta đã có rất nhiều template sẵn giúp bạn edit video một cách dễ dàng. Hãy cùng bắt đầu thôi và đợi xem thành quả cuối cùng như thế nào nhé. Và để bắt đầu thì tôi muốn giới thiệu với các bạn Clio. Chúng ta sẽ bắt đầu với Pet Template cùng với 5 shot quay. Hãy xem AI có thể làm gì nhé. Let's go! Thời gian quay video đã kết thúc và giờ thì hãy cùng edit video thôi nào. Chúng ta làm gì tiếp nhỉ Cleo? Basketball time! Và tiếp theo, chúng ta hãy cùng trải nghiệm tính năng Edit Hyperlapse. Đây là tất cả những gì cho video ngày hôm nay. Và tóm lại là AI có thể giúp bạn edit video một cách dễ dàng, cho ra những video với khung hình ổn định và sống động mà không cần bạn phải có bất kỳ kỹ năng edit nào cả. Và hãy nhớ xuất video ra app Insta360 Go, bạn sẽ có thể lựa chọn Color Plus nếu bạn muốn làm nổi bật hơn nữa màu sắc video của mình.
cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video và mong là nó đã thực sự giúp ích cho các bạn. And see you, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.